Trước đây là anh mua một bộ K3 rồi ấy. Thì cái điều gì mà khiến anh lại quay trở lại với bọn em là mua thêm một bộ sọc chống ngựa nữa? Chỗ này cũng chia sẻ với tất cả các bạn. Thật ra là chỗ em Sơn á, Sơn sọc gỗ là rất là uy tín. Giao lưu một cái món hàng nhưng mà không phải là công việc chính là món hàng đó. Cái thứ nhất là mình giao lưu một món hàng và đồng thời là tiếp xúc người dân, dắt em Chiến về miền Tây để xem những em gái ở miền Tây. Cho nên là sau một cái video này là có thể là em Chiến sẽ có người yêu ở miền Tây. Em cũng mong thế. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi nè. Cảm ơn thầy. Em Chiến thấy là con gái miền Tây rất là xinh và chiều chồng phải không anh? Nên là mình cũng mong muốn xuống đấy là thú gặp được một người tri kỷ. Hôm nay là dắt em Chiến xuống miền Tây để thưởng thức những cái món lạ giống như là mây miền Tây, khế miền Tây, rồi xài miền Tây và em gái miền Tây. Mục đích chính của mình hôm nay là như vậy. Ok. Rồi anh Tuấn đang lau chùi lại cho nó đẹp hết. Thì muốn lý do anh bác. Rồi. Là bác. Đúng rồi. Lý do là hôm nay sinh nhật bác hay là gì hết để tụi con cầm đổ bác. Mọi người đã hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ mời tất cả cùng đăng lê chúc mừng cho gia đình. Dạ rồi. Vậy mà nãy con tưởng bác nói sinh nhật của bác chứ. Đây là anh Thành. Và hôm nay em Chiến được vận chuyển một bộ sập chiếu ngựa vào cho anh Thành. Thực ra thì được trước cách đây 3 năm anh Thành nhỉ? Là anh Thành có ủng hộ anh em một bộ K3 bằng gỗ lim vàng hiện tại đang ngồi ở trong đây. Rất là cảm ơn anh Thành. Anh Thành ơi, cho em hỏi một chút như này. Là khi mà trước đây là anh mua một bộ K3 rồi ấy. Thì cái điều gì mà khiến anh lại quay trở lại với bọn em là mua thêm một bộ sọc chống ngựa nữa? Chỗ này cũng chia sẻ với tất cả các bạn. Thực ra là chỗ em Sơn á, Sơn sọc gỗ là rất là uy tín. Em live chiêu hoặc là em nói chuyện hoặc là tất cả các vấn đề gì em nói á, là mình rất là tự tin và mình cũng tìm hiểu rất là nhiều. Và thời gian sau thì mình mới tìm hiểu và mình quyết định mua bộ K3 để mình thử hàng như thế nào. Sau khi mình lấy bộ K3 thì mình hoàn toàn tin tưởng chỗ em Sơn và cái chất lượng nó giống như những gì em đã nói. Rồi mình tiếp tục là dùng bộ chiếu ngựa và sau này mình sẽ ủng hộ Sơn thêm một số các cái sản phẩm mà bên Sơn đang có. Nói chung là rất là tin tưởng là Sơn nói như thế nào thì sản phẩm là như thế đó. Mình rất là tin tưởng. Em Út nó làm rất là đàng hoàng, chứ rất là uy tín. Cảm ơn với em rất là nhiều. Vâng, ok, em cảm ơn anh Thành nhá. Đây là không gian phòng khách nhà anh Thành. Anh Thành có thể giúp em là dẫn đi, sau đó là chia sẻ thêm cho em những cái đồ gỗ mà anh ở trong này. Chia sẻ với tất cả các bạn là những cái đồ gỗ mà mua ngày xưa giờ rồi. Lúc đó là không có tiền, khó khăn gian khổ mua mấy cái đồ phẩm ngày xưa vui thôi, cái đồ gỗ kia đó. Sau này có tiền mới làm cái dày dày cái đồ quá chất lượng. Hương này hương của Đắk Lắk. Hương Đắk Lắk luôn. Đúng rồi, Đắk Lắk. Bức tượng Di Lặc. Đây là cũng là hương tượng Tam Đa là hương. Cái này là cắt dây mua ở Sơn La Điện Biên đúng rồi. Ở Điện Biên. Đúng rồi. Cắt dây Điện Biên. Đây là những cái sản phẩm cắt dây. Cảm biết là cái này thì bộ này mua ở Tây Nguyên. Thế còn anh Thành em thấy là đây là cái này ở miền Tây, cái này là mình cái này là gỗ gỗ ngọc trong là có anh với cặp xe tục có yếu toàn rồi đi. Em thấy ở đây là cái mẫu này là rất là hay sử dụng ở trong miền Tây. Cái này là hương đá. Hương đá. Cái này là ông bạn làm ăn chung ở Campuchia, ông gửi tặng. Anh Thành là nông dân hay là làm trong nông dân anh? Anh nông dân. Anh là người nông dân. Anh Thành là hay sale đúng không ạ? Anh Thành rất là uy tín. Anh là người nông dân thôi, chỉ nông dân thôi ạ. Vâng. Ủa anh Thành, em hỏi, thế từ khi nào mà anh Thành lại có cái sở thích là đam mê đồ gỗ như thế anh? Mình nông dân thì ra là ông bà xưa giờ cứ cất nhà cây và gỗ cho nó mát cho đẹp, thật ra là cứ mua đồ gỗ thôi. Cho nên là cứ thích gỗ lắm, thành ra ông bà nội ông bà ngoại xưa cũng là gỗ, thành ra thích gỗ lắm, đam mê gỗ, thành ra là anh Thành ơi, cao thứ là gỗ hết. Bên này em thấy có một bức này bức cá gì đó, cá chầu chầu ngọc gì nè. Cá chầu ngọc. Gỗ này là gỗ chắc Đắk Lắk. Gỗ chắc Đắk Lắk luôn. Nhưng mà ghép lại chứ không phải là nguyên khối lớn vậy. Là mình chia sẻ luôn đấy các bạn á. Là cái này là
các bạn ghép lại chứ không phải là nguyên khối rất lớn vậy là mất tiền lắm. Còn cái này là nguyên khối, cái này là nguyên khối nha. Nguyên khối. Cái là cái này là rễ của cây hương và đây là đá này không phải cẩn vô mà đá này có thật sự luôn. À đá này là nó tư như nó, tư như này luôn. Nó dính trong này luôn. À. Và cái này là mình lên là mình chấm liền là cái này là bộ này là bộ Di Lặc Tam Phúc và Long Lân Nguyên Phụng là tứ linh. Đây là Long, đây là Lân, đây là Quy và đây là Phụng. Tứ linh và Tam Phúc có thể là đây là có ba đứa bé, 1, 2 với đây là 3. À đây là Tam Phúc. Rất là độc đáo mang nghĩa. Hương và Gia Lai. Vâng. Đây là nguyên khói đây. Đây là nguyên khói mình không ghép luôn, cái này là mình đã chọn nguyên cái gói này và xong là mình đưa ý tưởng cho em nó làm, đục làm. À. Lúc anh lên anh chọn nguyên khói luôn á. Hay quá. Thế anh là bước này là được bao nhiêu năm rồi anh? Bước này cũng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Đã. Xong rồi em nó thương quá, nó nói, anh ơi em tặng anh Tam Đa, ba ông Tam Đa về chơi với em rồi tặng luôn đó. À. Quý lắm. Vâng. Anh em anh thích vậy đó. Còn cái này là trắc dây nè, em coi nặng nè. Chưa? Vâng. Thì là vân rất là đẹp nhá. Đúng rồi. Này trắc dây nè. Trắc dây. Đúng không? Nặng ghê không? Vâng. Hả? Xịt luôn. Hả? Nó mới khói mà. Rất là độc đáo. Đúng rồi. Anh về chơi thích gỗ lắm, đam mê lắm. À, đam mê à? Đúng rồi. Thế là anh Thành bắt đầu đam mê đồ gỗ là từ khi nào anh? Từ lúc lớn lớn tuổi, hai mấy, 30 tuổi là bắt đầu đam mê rồi. Hai mấy, 30 tuổi. Đây cái bộ. Năm nay là anh Thành bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh năm nay là 42 tuổi. À 42 tuổi. Đúng tức rồi. Là đam mê gỗ là hơn 10 năm rồi. Đúng rồi, hơn 10 năm. Cái này ngày xưa là anh nói thiệt là chuyến là này anh không có tiền luôn. À. Nhưng mà anh nói với vợ luôn là anh tích lũy xong xuôi là anh không gửi tiền cho em mà anh sẽ lấy tiền anh mua bộ bàn về để nhà chơi là cái này là nguyên bộ cam xe. À. Cái này là cam xe gạt luôn. Vâng. Mà mỏng mày mà chạm được vậy luôn nè, anh quý lắm. Vâng. Tới giờ luôn á là bộ này là bộ đầu tay của anh lần đầu tiên luôn nè. Ồ, mê vậy đó. Hay quá. Bộ này hơn 20 năm. Tuấn 20 năm rồi. Rồi đó. Ồ hay quá. Anh Thành ơi, khi mà chơi gỗ như này anh có thấy là mình có thấy tốn kém không? Nói chung là tốn kém không tốn kém là do mình thôi. À, nhưng mà bây giờ mình tích lũy, mình đừng có đi ăn nhậu, đừng có ăn chơi, đừng có làm gì đó, mình để tiền tích lũy mình mua đồ đi mà mua được món nào đó mình thấy mình vui lắm. À. Giống như hôm nay em giao cho anh bầu sập nè, anh vui lắm, giống như là mình tự lực ra mà mình được bầu sập về, đó là cái tài sản của mình, nhưng mà không phải là khoe khoang với anh em, nhưng mà mình vui lắm. Dạ. Đó là cái niềm đam mê của mình. Vâng. Vui lắm. Có phải là năm nay 42 nè, là 23 là đúng là 41, nhưng mà tuổi kia là thêm một tuổi nữa là 42. Anh trong cái độ tuổi của em này, cho nên là nhà em cũng không có gì. Đúng rồi. Đó, bộ của em là bộ me tay. À. Dày 3 phân từ trước tới sau luôn. Cái này cầm xe nè mà lúc nó mỏng dơn luôn mà nó chạm được anh thích lắm. Là cái bộ này đầu tay của anh chơi nè. Đúng rồi. Cái này là hàng kỷ niệm nè, cho nên là đúng rồi. Nó vô giá lắm. Đúng rồi. Anh nói với em là mấy cái clip nó là vậy đó. Nhưng mà nó nặng ghê không nè, em coi nè, thử em tưởng tượng. Em biết nè. Cái cầm xe đúng không? Em hồi xưa đó đó, này là cũng cầm xe Việt Nam đó. Cái chép này là gỗ trắc rất mà trắc ghép chứ phải là nguyên khối lớn. Đúng rồi, đó là không, ghép không, lại chứ không có là khối lớn. Mình cũng nói chia sẻ với các bạn luôn. Cái này anh thấy có gần trên em, anh thấy qua cái em xịt kèm cái bóng. Bóng ha. Đúng rồi. Sao anh về đây để xa quá em ơi. Mẹ anh nói thiệt là đúng rồi, lao chùi đồ kia. Anh làm này á là anh nói với con anh á là lao động vinh quang, con phải lao chùi đồ kia, con phải làm vậy con mới hạnh phúc được. Đó này là bên với cầm xe. Lần này ta làm. Cái tổ này cũng lâu rồi, nói chung là mua khoảng bao nhiêu năm rồi anh Thành? Cái này cái tưởng này mười mấy năm ha. Đúng rồi, mười mấy năm, hơn 10 năm. Tại vì cái mẫu này đáng ra thì đúng rồi, hơn 10 năm. Nên cái mẫu này là cái này nói chung ra nó vô giá là vô. Nó quý lắm. Cái đầu của mình nó giống như là em biết đó. Tôi không biết không, anh không có tiền luôn sao anh dạ hỏi ối tiền đâu đó, nó không anh thích anh mùa cái anh chơi, tại anh thích gỗ, mê gỗ lắm. Dạ. Nhưng mà nó sẽ đi theo mình suốt đến đời cháu luôn. Đúng rồi. 21 nè. Cháu cố nó là ô tôi có ông cố để là tôi bộ này. Mới làm mà nó con ngót, nhưng mà nó không con ngót luôn em. Nó tới bây giờ nó vẫn như vậy, nó vẫn lì vậy luôn á. Anh để ý cho em nè, nó có hai giai đoạn nha. À. Giai đoạn thứ nhất khi mà về rồi á. À. Một thời gian nó sẽ co ngóc nhưng mà theo mùa. À. Mùa mưa nó sẽ khích lại. À. Mùa nắng nó hết ra. À, dạ. Nó sẽ chìm đi chìm lại trong khoảng vòng 3 mùa là nó sẽ hết. Nó sẽ hả? Chết lì mặt gỗ luôn. À. Giống như một cái cây anh cưa ra rồi, cái anh để cưa cái gốc rồi không? À. Nó không còn tiếp xúc với đất nữa, nhưng mà nó vẫn nhảy cái nhánh ra. À. Cái đó là cái cuộc sống của cuộc đời nó. Nhưng mà cây mà ở dưới cái nó không còn cái chất dinh dưỡng luôn nữa. À. Thì nó sẽ chết cái gỗ đó đi. À, vậy đó. À, nó sẽ là nó sẽ giữ là cái độ ngay chỗ vị trí đó. Rồi rồi. Cái gỗ nào cũng vậy hết. Rồi ok. Hồi nãy anh gửi cho đứa em mà anh còn nợ lại 10 triệu giờ hết tiền trả rồi. Đứa thôi gắn giúp anh vài bữa đi chứ giờ hết cách rồi. Vâng. Không, anh rất là chân tình, anh thiệt thà lắm, nói chung là có sao nói vậy thôi, nhưng mà mấy đứa cứ an tâm đi em sao đâu. Vâng. Từ từ anh sẽ sắm thêm nữa, nói chứ mỗi năm sắm miếng gì đó. Đây rộng quá, chuyện rộng mà. Đó thì phải vậy.